Ngài Thích Quốc Công, Đại Thiên Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, cùng tất cả quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Bắt đầu. Khải Chúa ơi! Cho tôi! Kính mời Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam và quý vị dành một phút để tưởng kính hồn thiên sông núi, chư anh linh, tiền nhân, liệt tổ, các anh hùng dựng nước và giữ nước, đặc biệt anh linh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa và đồng minh. Xin phụ trì con cháu Việt Nam là hồng tiếp tục sự nghiệp lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, phát triển đất nước, và cầu nguyện cho tất cả đồng bào thân nhân đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu, trong ngục tù cộng sản được siêu thoát vào cõi phúc. Phúc mặc niệm. Bắt đầu. Hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta vừa dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đúng vậy này, tôi cho đến mãi mãi muôn muôn về sau là màu mỡ cho đất đai, là kết tủ của tiếng Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lắm liêm, mà thác cũng phải đáng tự hào và hùng tăng. Dân tham chiến đồng một lòng đưa tiến yêu hùng, đập tan sóng lửa mạnh đông, cái chai giữ vững non sông đời, xương thịt nằm mình người chỉ chuối hồn hăng say tiếng nói hy sinh sông oanh liệt. Chết oai linh lưu bất khuất vang danh xa gần, vì tổ quốc bao thân đáng trọng, xác thịt tan danh sông dân thờ, ngoài hồn trên đền cầm ngà cùng chiến xa bay nhưng xa vẫn còn lòng tưởng kính gương một liệt sĩ lặng cúi đầu quyết sẽ noi gương một người dâng lên tâm hương cầu hồn siêu thoát hằng thương dòng dõi. Mặc niệm chấm dứt, kính mời Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam và quý đồng nhiệm an tọa. Chào quý mấy vị an tọa. Ok, mời quý vị nghe bài nhạc trước khi chúng ta đi vào đề tài. Ok, let me see the music. Yes, here you are. Let me a second. I have to... Sorry. Yes. Năm qua anh phiêu bạt.
mặt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mênh mang, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. 10 năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muôn trùng. Bởi vì nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Hồi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi ấp đâu nỗi thơ. Ngày tự do quê hương mòn mỏi năm, trong lòng người đi nương nhịp trùng xưa. Cùng hello thân yêu, đôi vai đồng hợp nhất, giấc bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Hello Sài Gòn. Vì mới vào diễn đàn, kính mời tất cả chúng ta cùng tương tác, dâng lời cầu nguyện. Cầu nguyện cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân chúng ta sớm giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam và xây dựng lại đất nước. Cầu nguyện cho Quốc dân Hoa Kỳ đạt thành ý nguyện. Cầu nguyện cho quốc dân Việt Nam sớm thoát khỏi ấp thống trị tàn bạo tà quyền Cộng sản Việt Nam. Cầu nguyện cho Đảng Cộng sản Việt Nam sớm quay về với chính nghĩa quốc gia, sẽ được đối xử tử tế.
Lạy đấng tối cao thượng đế trời Phật và hùng thiên sông núi các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước. Xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con. Xin chỉ chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan đoàn kết nhận nại can đảm sáng suốt đi cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tâm Việt Nam Cộng Hòa. Dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc quân quen trường cửu mỗi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời thượng nhân thánh đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính, sống thì phải cho lẫm liệt mà thét cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh. Trân trọng kính cảnh ơn tất cả các chư vị cùng chúng ta tương tác dâng lời cầu nguyện. Đầu tiên xin nói quý vị tất cả ở trong nước, quý vị hôm nay khỏe không? Quý vị nên nhớ chuyện của người ta tức là chuyện của mình. Nhìn cuộc sống, tình huống tại Ukraine ngày hôm nay cho người Việt chúng ta đặc biệt là số người Việt mà tự cho mình là khô bản tri thức. Hãy nhìn quê hương của người ta đó mà học một bài học. Thật sự là đáng buồn, mình nghĩ rằng là tất cả các vị là khô bản tước vị cao, có chức trọng lớn. Năm xưa, nghĩ rằng họ, hiểu biết của họ có thể là khuôn vàng thước ngọc được chứ, nhưng nào ngờ. Thật sự ngày hôm nay khi mà mình nhìn kỹ rồi mình mới thấy được, thật sự các vị đó thật sự là bê bối nhất trong xã hội của ngày hôm nay. Những bọn khô bản tri thức mà chúng ta nghĩ rằng họ mang trong người là khuôn vàng thước ngọc của đất nước, của nhân loại, nhưng cuối cùng họ là những số người bê bối nhất trong xã hội này. Tại sao tôi phải thưa như vậy? Bởi vì 46 năm trôi qua, người cộng sản nói người Việt quốc gia không bao giờ biết yêu nước, chỉ yêu cá nhân của họ. Thật sự khi mà tôi nghe cái câu nói này, tôi cảm thấy nhục. Nhục cho những con người tự cho mình là tước vị cao lớn, mũ cao áo rộng. Bởi vì tập đoàn cộng sản nói chúng tôi không cần thiết phải đưa cả một cái đạo quân nào qua Cali cả, nhưng chúng tôi có khả năng ly tan được những cái gọi là khô bản tri thức của người Việt chất chồng như núi ở Cali. Bởi vì sao? Bởi vì họ không có khả năng ngồi chung lại. Khi mà có một cuộc họp, có một ông tướng hay một ông giáo sư nào họp, thì sẽ không có cái ông tướng hay ông giáo sư thứ hai vào đó dự cuộc họp. Họ ganh tị đến mức độ mà phải nói là kinh hoàng. Thật sự khi mà mình nhắc đến cái này, mình cảm thấy nó nhục nhã. Khi mình nhìn thấy cái cuộc Ukraine ngày hôm nay, nó đánh giặc từ đứa con nít ra chiến trường, đứng trước mặt quân thù chỉ cái tay như thế này, ông là kẻ cướp, là quân thù, cho đến tới tất cả các sư dạy, các bất cứ những còn những cái gọi là vô ve được ở trên mặt đất tại Ukraine thì họ có cái quyết tâm chống giặc ngoại xâm. Còn người Việt Nam chúng ta sẽ no way, làm gì có khả năng chống giặc, chống nhau thì có, để mà kiện cáo ra tòa để mà hưởng những cái benefit, hưởng những cái đồng tiền chết yêu một cách nhục nhã. Quý vị gọi đi qua bên Cali, quý vị nhìn thấy xem, vào tiệm cà phê khi mà mình mở miệng ra mình nói chuyện về những đề sau một chút đó, thì nơi đó sẽ ra như cái chợ chứ đâu phải là chỗ tâm tình đâu. Nó kinh hoàng lắm, gần như ngồi người nào thì tự bảo vệ tiếng nói, bảo vệ cái ly cà phê của mình. Nó cảm thấy nó rất là
kỳ vật. Thật sự cái đôi lúc mình nói cảm ơn cuộc chiến ở Ukraine thì nghe nó bất xứng, nó không đúng. Nhưng mà cuối cùng mình phải nói câu đó. Phải có những cuộc chiến như vậy mới trong mắt những con người mà tự cho mình là người Việt quốc gia. Rất là đau thương. 47 năm trôi qua ở xứ người lặng hụt mà không có khả năng làm được cái gì thêm hơn nữa, chỉ lập nên rồi đứng chừng đó, rồi một ngày kia ngày nọ rồi chia tay cuộc đời, để lại một khoảng trống không, làm cho cái gọi là hội vệ Việt Nam Cộng Hòa đó cũng nghi ngờ cái tương lai, cái hướng đi của mình. Rồi từ đó mất đi cái tư duy đấu tranh cho đến mãi tới ngày mai, kêu gọi cách mấy chăng nữa họ cũng đặt cái câu hỏi rằng có thật hay là không. Cho nên đất nước Việt Nam của chúng ta bây giờ thật sự là một cái nghiệp. Chúng tôi đã làm việc ngày đêm ở nước ngoài, nhưng mà quốc dân Việt Nam vẫn còn đau khổ. Vậy thì đây là cái nghiệp, mà nghiệp chướng này là phải tự cứu lấy. Đây chúng ta nhắc đến tới cho cái nghiệp chướng là phải tự cứu lấy nha quý vị, chứ không ai có khả năng mà có khả năng cứu được mình đâu. Rất là đau thương khi mà mình nói tới cái khúc này, mình cảm thấy nó rất là đau thương thật sự. Rồi, xin phép quý vị cái máy của mình năm nay nó rồi sao. Hopefully this work. Cho nên xin thưa tất cả vị đồng bào ở trong nước, chúng tôi sẽ dĩ thưa cái khúc dạo đầu đó đến cho quý vị để quý vị nhìn thấy mọi thứ đã được sắp sẵn theo đúng như cái bàn cờ quốc tế đề ra như vậy đó, chứ không phải ngẫu nhiên gì cả. Quý vị nên nhớ không có cái thứ gì mà có ngẫu nhiên, mà đã được an bài sắp sẵn rõ. Bởi vì rồi đây, cuộc chiến này giống như cái máy sàng lọc vậy đó. Kẻ nào thờ ơ vô trách nhiệm, ngạo mạn trước cái thống khổ của quốc dân. Quốc dân là thiên hạ mà, thiên thượng còn hỏi ý kiến thiên hạ, thì mới quý vị mà ngạo mạn như thiên hạ thì rồi cái máy sàng lọc sẽ sàng hết tất cả những cái kẻ nào ngạo mạn sẽ bị thục hậu ở lại. Và rồi tất cả những con người trong chính sẽ được mang đi tới cái cuộc sống thượng nhường thánh đức. Còn những con người nào mà ngạo mạn thì phải 3 ngày nổi, 4 ngày chìm, 6 ngày lên đên, thì quý vị đừng than khóc. Sao đời mình như dòng nước vô tình vẫn mãi êm trôi. Người Ukraine phải nói là anh hùng. Tôi nói ngay tức khắc, họ là anh hùng. Rất là hãnh diện khi mình thấy một cô bé chưa đầy 7-8 tuổi là cùng đứng chỉ tay vô một cái tên quân xâm lăng mang đầy đủ vũ khí, rằng ông hãy cút về nước ông đi, ông đừng bao giờ qua xâm lăng nước tôi. Để cho quốc dân Việt Nam mở bừng mắt lên. Thật sự khi mà chúng ta nhìn thấy cái bối cảnh của nước Ukraine, mình cảm thấy tràn đầy hy vọng, bởi vì chính họ là người mở mắt dân tộc Việt Nam. Nhất là những cái mà gọi là học giả, học sĩ của người Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Bây giờ những thành phần đó bây giờ gần như là hết thì đi đâu bắt tiêu hết rồi. Tự cho mình là giáo sư tiến sĩ này, giáo sư tiến sĩ nọ, tự cho mình là những cái thành phần là hét ra lửa tại chiến trường năm xưa, là bây giờ đi đâu mất hết rồi, mình không hiểu nữa. Thật sự họ chìm sao, họ chìm đi lặn đâu mất hết rồi. Cho nên mới nhìn thấy, mới đau thương khi mà nhìn thấy bối cảnh đất nước của người ta, mình nhìn thấy cái bối cảnh của đất nước mình. Thằng Giặc nó đâu có giỏi gì, thằng Giặc Cộng nó đâu có giỏi gì, tại dân tộc người Việt quốc gia của chúng ta không bao giờ biết yêu thương dân tộc, không bao giờ biết.
con câu mà cái lũ chân bò nó học nó cũng thuộc nữa, mà các bậc học sĩ học không bao giờ thuộc. Là một cái nắm đũa, một cây bé cây, mười cây không cây, đơn giản vậy. Mà những cái bậc học sĩ học không ai học thuộc cả. Ba cây dụm lại thành hòn núi cao ở đâu không thấy nè. Ở đâu nước nào có, chứ nước Việt Nam chúng ta ngày hôm nay không có cái câu đó nữa. Rất là đáng thương cho dân tộc Việt Nam. Vì thế hôm nay chúng tôi muốn gửi cho tất cả quý vị chức và đồng nhiệm đồng bào ở trong nước một cái đề tài: cuộc đối đầu sinh tử sắp hạ màn. Kính thưa đồng bào nhân loại, việc Nga đem quân xâm lược Ukraine sau khi những cái tên trùm khủng bố quốc tế đã bị bắt sống như Benjamin Farage Olibi, Uma Papatek, hay như là Osama Bin Laden, Mohammed Atef, và mới đây là Abu Ibrahim, người cầm đầu của ISIS bị tiêu diệt, đã nói lên Putin chỉ có cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng trước khi các chế độ độc tài khủng bố bất nhân trên thế giới bị tàn lụi, kể cả Tập Cận Bình và Tây Sai là những con chốt thí như tên Tô Lâm, Nguyễn Phú Trọng rồi cũng bị đào thải. Nên nhớ là tên Tô Lâm là tên tàu khửa đó nha, nhận lệnh rất rõ là phải tìm đủ một cách nằm sâu trong quần chúng của Bộ Chính trị Hà Nội để lên giữ cái chức bộ trưởng, là cái chức vụ xanh xét. Muốn bắt ai, thủ tiêu ai là cái quyền Tô Lâm. Đó là cái chiến lược của Tàu Cộng nó đưa qua nước Việt Nam. Cho nên xin thưa với quốc dân, chúng tôi biết hết tất cả như thế đó. Tên Nguyễn Phú Trọng cũng là nguồn gốc của nó, cũng là tàu khửa. Chúng nó đưa qua Việt Nam hầu để nắm hết tất cả những cái chức vụ chủ chốt nhất trên hai miền đất nước. Quý vị nên nhớ là ngày hôm nay người ta đang lãnh đạo đất nước chứ không phải là người Việt đâu nha. Quý vị đừng có sai lầm. Nghĩ rằng là người ta nói tiếng Việt là người nghĩ rằng người đó là người Việt. Từ Bộ Chính trị cho tới tất cả các giám đốc công an khắp 63 tỉnh thành, mà sau này sẽ là 74 tỉnh thành của nước Việt Nam trong cái thời đại Tam Việt Nam Cộng, toàn là người Tàu biết nói tiếng Việt hết. Tôi đã thưa mà khi quý vị nào đi ra gặp một người mà nói được tiếng Việt, mà nói đầy đủ văn phạm, kẻ đó là người Tàu đó. Quý vị là bắt nó rồi, chích ngón tay nó ra là có máu người Tàu trong đó chứ không phải người Việt. Người Việt chúng ta ra đường nói chuyện không cần chủ từ nhưng cũng biết ai nói câu đó, không cần tức từ cũng vẫn biết sẽ làm cái gì. Rất đơn giản như thế. Người Việt chúng ta là phong phú nhất là cái ngôn từ, không cần chủ từ mà biết được ai làm điều đó mà. Nhưng mà người Tàu, người ngoại quốc mà học tiếng Việt là nó nói có chủ từ, động từ, tức từ đầy đủ nguyên thể. Bắt cái thằng đó ra chích, lấy cái kim chích cái móng tay nó ra là thấy có máu Tàu ở trong đó chứ không phải máu Việt Nam. Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng là đất nước Việt Nam ngày hôm nay là có chủ quyền, không có đâu. Nếu có chủ quyền lại thì có Francis này ngồi đây đâu. Quý vị nên nhớ điều đó, đừng có bao giờ nghĩ lầm. Nếu mà đất nước Việt Nam mà có chủ quyền vì dục, có chánh quyền vì quốc gia dân tộc, chánh quyền được bầu cử, được quốc dân bầu phiếu lên, thì sẽ không bao giờ có Francis này ngồi đây. Nhiều đó cũng đủ cho quý vị để nhìn thấy rằng tập đoàn cộng sản ngày hôm nay nó chỉ là một lũ ma mạnh, cái bọn ăn cướp, cái bọn nô lệ của Tàu Cộng đang lãnh đạo đất nước, chứ không phải là vì dân cho quốc dân gì cả. Quý vị nên nhớ điều đó. Vì thế chúng tôi phải cần nói đi cho quốc dân để hiểu rằng, có nhiều người hỏi
làm cách nào mà phân biệt được người Tàu và người Việt ở trên đất nước Việt Nam này? Tôi nói dễ lắm mà, đâu có gì khó đâu. Cứ nghe chúng nó nói đầy đủ lễ phép, cứ nghe chúng nó nói đầy đủ văn phạm, đó là người Tàu. Người Việt Nam chúng ta nói chuyện hay lắm, nói một cách nhẹ nhàng không cần chú từ, nhưng mà biết kẻ nào làm cái chuyện đó. Không cần nói tới tức từ mà biết sẽ làm cái gì. Wow, dễ quá, nhận diện dễ quá. Nhưng mà người ngoại quốc không bao giờ họ có khả năng họ nói được những cái gì mà chúng ta mới vừa trình bày. Nhận diện nó ra, năm đầu nó ra thôi. Huống chi những cái án lệnh mà đáng lý không phải tù dập hoặc là giết chết trong văn phòng làm việc của bọn nó mà lại bị xảy ra như thế. Đó là người Tàu nó nói giết người An Nam, giết người Việt là không có phải là vấn đề gì cả. Bởi vì cái ý của chúng nó vào nước Việt Nam chúng ta để giết dân tộc Việt Nam chúng ta. Chúng nó chỉ cần đất nước Việt Nam chúng ta thôi. Quý vị nên nhớ, chúng nó chỉ cần đất nước Việt Nam của chúng ta thôi. Người Tàu nó dư cho tới là 400 triệu đàn ông ngày hôm nay, nó thiếu chỗ, không có cho họ ở, hoặc thiếu đàn bà cho họ. Vì thế họ rất là cần cái mảnh đất không của nước Việt Nam. Và nếu không có để Tam Việt Nam Cộng Hòa đứng lên giành lấy đất nước những ngày tháng cận kỳ nhất đây, thì một người đàn bà phải có ít nhất cũng phải là 4-5 người chồng, chứ không phải ít đâu. Là bởi vì mấy trăm triệu của Tàu Cộng nó ở ngay bên nách, nó biến người đàn bà Việt Nam là thành bộ máy sinh lý cho chúng đó. Còn chồng mấy ông đàn ông Việt Nam nó đưa tận lên rừng sâu. Nó đã từng làm hàng trăm, nên xin lỗi, 1000 năm về trước cơ mà. Ngày hôm nay nó bắt đầu nó cho ăn bất cứ mọi thực phẩm gì nó muốn, trong đó toàn là độc dược, để chi người đàn ông Việt Nam bụng phải cho bự, cơ thể thật là suy nhược, tâm tư mù mịt về đất nước tương lai, để chi để sau này nó gạt những cái thành phần mà gọi là dư bận nhất của xã hội. Nó sẽ nói rằng những thành phần bụng to đít teo, cơ thể suy nhược, xương ống suy nhược, tư duy không biết phương hướng đấu tranh nhìn nhận tổ quốc đất đai, nó thải hết tất cả. Chiến lược của Tàu mà, nó đâu có cần phải mang vũ khí ra tới xã hội Việt Nam đâu, mà để cho quý vị nhìn thấy quý vị mang vũ khí ra để mà chống lại chúng nó. Trời, giờ này chúng nó không, cho nên nó không cần thiết nó phải có súng đạn ở tại đất nước Việt Nam. Mà quý vị nên nhớ rằng đã tất cả những cơ quan mà gọi là xâm xét đó, nó đã nằm hết tất cả 53 tỉnh thành rồi. Còn những cái thứ tò le mà đi gọi là nhận lệnh để mà đàn áp quốc dân, đó là còn một số người Việt. Nếu mà không làm như nó đó, thì nó sẽ sa thải. Cho nên là muốn có sự sống còn là phải cúi đầu nghe nó. Tức là quốc dân Việt Nam, những sĩ quan, những người Việt Nam làm việc trong đất nước ngày hôm nay là làm nô lệ cho Tàu Cộng mà thôi. Một cách vô cùng đau đớn ngày hôm nay. Cho nên chúng tôi gửi cái tiếng chuông lòng cho quốc dân Việt Nam chuẩn bị. Nhưng mà quý vị đã làm trễ quá rồi. Tôi nói cho quý vị biết, quý vị quá trễ rồi. Quý vị không làm được gì cả. Mà cũng tại quý vị cái sự thờ ơ vô trách nhiệm đó mà làm trở ngại cái đường đi của chúng tôi vô cùng khó khăn. Bởi vì chúng tôi, vì dân chúng tôi bước ra làm việc. Và quốc tế, vì quốc gia, vì dân mới nhìn thấy phân minh được đâu chánh tà. Nhưng mà quốc dân Việt Nam là luôn luôn cái đóng vai trò thụ động cúi đầu đó như thế. Thật sự quốc tế nó nhìn vô nó không biết ở đâu mà nó rờ. Huống chi hồi nãy tôi có thưa, những cái thứ học giả, học sĩ của người Việt Nam khắp nơi trên thế giới ngày hôm nay chỉ biết cúi đầu thôi. Mình ngày xưa mình cứ tưởng là những cái thứ đó là giữ được, cầm nắm được cái cương vị là khuôn vàng thước ngọc của quốc gia, của tương lai, của đất nước. Ê, anh này hỏi chỉ là
cho cá nhân của họ, họ làm chưa xong. Cho nên người cộng sản Việt Nam ngày hôm nay họ nói tôi không cần mang bất cứ cái đạo quân nào qua bên Cali mà tôi cũng ly tán được hết tất cả cái gọi là học giả học sĩ của Việt Nam. Mà đúng thật ngày hôm nay ở nước Mỹ không có một ông nào ngồi chung với ông nào nói chuyện được cái câu gì cả. Thật sự. Nhưng dẫu sao nước đất nước trên thế giới vẫn còn có một vị rất là anh minh, giống cũng như là một ngôi sao hất sáng trong cái bầu trời âm u tối đen. Đó là ngày Đức Quốc Công Tổng thống mà có cái di ảnh mà chúng tôi đem lên đây. Gần 77 năm kể từ khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam do tên gián điệp Tào Cộng Hồ Chí Minh cầm đầu cướp chính quyền quốc gia Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Ba Đình, Hà Nội, đã gieo bao điều linh thống khổ lầm than chết chóc cho dân ta tại miền Bắc. Nhưng cái tội ác trầm kha của chúng đã và đang tàn hại đất nước và con người Việt Nam lâu dài, chỉ thật sự bắt đầu cái từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau khi công an cướp chính quyền ở miền Nam Việt Nam, dâng lên cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thật sự, đôi lúc chúng tôi phải ghi trong đây là cái chữ nhà nước, là chúng tôi đọc lên đây cho nó đành có cái bài văn. Thật ra, chẳng lẽ chúng tôi ghi đây là cái bọn cướp, cái bọn khủng bố cướp chính quyền trả thù dân tộc, chứ không phải cái nhà nước gì cả. Quý vị gọi điện thoại hỏi tên Nguyễn Phú Trọng, xã hội chủ nghĩa là cái gì? Đọc sao mà nghe nhiều chữ cái, chữ viết tắt nhiều quá. Cái mô hình của xã hội chủ nghĩa nó làm sao? Xem thử cái tên Nguyễn Phú Trọng nó trả lời một cách nào. Kể cả những cái gọi là các nhà mà lý luận ganh tị viên ở trên tất cả mọi diễn đàn, hỏi thì xã hội chủ nghĩa mô hình nó ra làm sao? Nó đẹp bằng cái cách cái bánh vẽ không? Hỏi hỏi như thế. Chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã cay đắng thô lỗ hòa bình và thống nhất, chỉ phơ bày một cái miền Bắc xã hội chủ nghĩa xô bồ và thôi nè, thua kém miền Nam về mọi mặt. Thật sự là vậy. Sorry, baby, let me chỉnh cái máy. Ok. Tính hơn hẳn của cái chủ nghĩa Marx Lenin trở thành cái một trò cười. Sự to dở của nó được phơi bày rõ rệt với cái sự nghèo khổ cùng cực của đồng bào Việt Bắc. Sau khi chúng tôi là thành viên của chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi có đi ra tới Hà Nội. Bởi vì có một vài điều chúng tôi cần phải đến đó để mà thám xét xem đúng hay thật sự ra làm sao. Khi trên đường chúng tôi sắp sửa qua ra tới Hà Nội thì một người mà chịu trách nhiệm, xin phép quý vị, cái máy tôi nó không có làm cho ánh sáng đẹp lắm cho nên đây. Gọi điện thoại là hối thúc chúng tôi hãy đi xe cho lẹ ra tới Hà Nội cho mặt trời còn, để người đó sẽ hướng dẫn chúng tôi nhìn thấy cảnh 36 phố phường, và còn kèm thêm câu là thành phố văn hóa. Mình nghe mình hấp dẫn quá. Rồi họ không có ngừng câu đó, họ nói thành phố Sài Gòn là thành phố lao động. Chà, mình tại vì cái chuyện lao động với là văn hóa chúng tôi không có nghe ở nước ngoài nhiều lắm, cho nên chúng tôi nghe thật là bùi tai. Chúng tôi nói ủa thế nào mới gọi là cái thành phố văn hóa và thành phố lao động. Người ta nói thành phố nào thành phố lao động là thành phố đó giàu có lắm, đầy đủ sung túc lắm, mà tại sao cái cô này trông có vẻ như là chê là thành phố Sài Gòn là thành phố lao động, tức là khổ cực lắm chăng. Mình cũng không hiểu họ muốn nói cái, họ muốn gửi cái thông điệp gì.
thì mình cứ tiếp tục rồ ga xe chạy bắn sống bắn chết ra tới Hà Nội. Thật sự lần đầu tiên mình đến đúng 36 phố phường, mà phải nói câu cảm ơn ông đại quý hay là thiếu tá gì John McCain. Tôi đứng giữa thành phố Hà Nội, tôi nói lớn lên một câu đó, cảm ơn ông John McCain, phi công của Hoa Kỳ. Mặc dù máy bay của ông bị bắn, bị thương ở trên không gian của Hà Nội rồi, nhưng mà ông tìm đủ một cách, ông lái chiếc máy bay ra cánh 36 phố phường để lùi xuống một cái hồ công chút xíu bằng cái đít chén vậy đó ha, để ông lùi xuống đó, tức là chiếc máy bay của ông lùi xuống cái hồ con rùa. Giả dụ ông ghét quá, ông để cho chiếc máy bay lùi trên cái thành phố gọi là 36 phố phường, thì ngày hôm nay làm gì còn 36 phố phường để chúng ta hỏi. Bởi vì 36 phố phường đâu phải xây lên bởi là bê tông cốt sắt gì đâu. Trời ơi, tôi vô trong đó tôi nói xin lỗi vì tôi trời nóng mà tôi muốn tựa vô cái cây cột mà của 36 phố phường đó, nó gọng xiên muốn ngã. Thật sự bà chủ mà nói chào chào chú ơi, chú đứng đây, chú đứng đây, em quẹt cho chú, đừng có tựa vô trong đó. Trời ơi, tôi thấy cái cột nhà đó, nó xin lỗi, ngón tay tôi còn to hơn cái cây cột nhà trong cái số 36 phố phường. Cái thời cổ xưa, cổ lỗ sĩ kia người ta cái cấp tạm lên trên đó, mà thời đó mà cấp được như thế đó là cũng quá ngon rồi. Nếu giả dụ chiếc máy bay con John McCain mà lùi trên 36 phố phường thì nó chấn động rồi, nó sập tơ đã hết rồi. Cho nên khi mà tôi gặp cái người hướng dẫn viên của tôi ở Hà Nội, tôi nói cô có bao giờ nói lên một lời cảm ơn cho ông John McCain? Cô trả lời ngay tức khắc là nói đúng thật, ông tìm đủ một cách, ông lái chiếc máy bay ông để lùi xuống cái hồ này, chứ mà lùi lên trên cái 36 phố phường này thì ngày hôm nay làm gì có anh ở trong Sài Gòn ra mà nhìn. Mà thật ra là thật sự tập đoàn cộng sản nó cây vô cho quốc dân ở Hà Nội phải tâm bốc lên những điều mà không có, nó thật sự là lô bịch. Rồi một buổi chiều ở trong 36 phố phường của Hà Nội đó, quý vị nó nhớ nha, 36 con đường nhưng mà có một con đường thôi, ở trên nơi đó, ở trên là khách sạn, ở dưới đó nó bán kem, mà kem là chỉ có kem ở nơi đó là ăn số 1, người ta đứng sắp hàng cái là ngộp trời luôn. Đến đôi mà tôi muốn ra tôi mua kem ở đó, nhưng mà cái cô là hướng dẫn viên ở đó, cô nói đứng cỡ như anh trong Sài Gòn thì miết tới là Tết công cô cũng không có cái kem ăn. Tôi nói làm gì dữ vậy, có phiên mình chứ, nó ở đây không có phiên. Phiên tức là người nào cao nhất, người nào to nhất là phiên. Tôi nói cô đừng có nói vậy chứ, cô mà lắng vừa cô mua để mấy đứa nhỏ cái đứng sau cô là tôi sẽ không ăn đâu nha. Cô nói là nếu không làm vậy thì anh sẽ không bao giờ hưởng được cái kem ở 36 phút phường. Thật sự đó là cái quần hô của bác Hồ đã bắt đầu nó lo dẹt lên. Rồi thì sao? Thì khi mà chúng tôi ăn kem rồi, chúng tôi ban đêm đi ra tới cái bờ hồ đó, chúng tôi để ngắm cảnh cái quần hô cái nồi văn hóa của đất nước này. Wow! Nào là cái em bé bé là 10 tuổi, 12, 13, 14 tuổi bắt đầu nó bọn đứa mang một cái bị để mà bán dạo ban đêm. Nghe chúng nó chửi lộn, tức là mình nghe mình tê tái, mình chưa bao giờ mà mình nghe được lần nào ở trong miền Nam, trong đời của tôi. Kinh hoàng! Nhưng mà tôi lén tôi nhìn cái cô bạn đi bên cạnh người hướng dẫn viên của tôi xem họ có chạnh lòng gì, họ tính như bạn thật. Họ nói rằng là sau này khi mà lúc chia tay chúng tôi hỏi là họ nói là đã nghe như thế đó, nghe hồi thì nó cũng thành như là cái văn hóa. Thật sự cái văn hóa là cái chỗ đó. Trời ơi, tụi nhỏ nó chửi lộn với nhau, nó chửi một cách mà phải nói là Ê, tại sao mày biết bộ mày cúi xuống nhá, mày hửi hay sao mà mày biết cái mùi đó. Nó nói gì vậy? Rồi còn người kia cũng không có tệ, nói trời không biết đâu, nó có mọc ra chưa mà nó nói cái kiểu đó. Ê, trời ơi, tôi cảm thấy ai ngại đến đâu mà cái tay tôi nó rung đến đâu mà cái kem nó rơi khỏi cái
cái ve mà tôi cầm cái kem không hay một điều. Ông tài xế tôi nói thôi ông Francis ơi, chia tay để đi về khách sạn cho ngồi đây một lát nữa mình tẩu hỏa nhập ma. Thật sự chúng tôi chia tay và chúng tôi trở về khách sạn sớm hơn thời gian đó. Đó chúng tôi sẽ giới thiệu như thế nào, tập đoàn cộng sản nó cây vào quốc dân Việt Nam những cái không có, làm cho quốc dân ngượng ngạo để cố gắng nói lên những cái điều không bao giờ tốt của xã hội. Thật sự là một cái nhục nhã. Và nó chỉ là một cái trò cười, thật sự vô cùng là một cái trò cười. Cái chủ thuyết của Mark Lenin đã trở thành một cái trò cười sự thật. Sự tồi dở của nó được cái phơi bày rõ ràng với sự nghèo nàn, khổ cùng cực của đồng bào miền Bắc. Thật sự, khi chúng tôi ra tới xã hội ở Hà Nội, chúng tôi nhìn thấy rõ hết tất cả. Nhưng mà tiếng nói của họ, người Hà Nội đó, mình nghe rất là giàu sen. Thật sự, tiếng nói của Hà Nội rất là giàu sen, giàu sen. Đi đâu cũng nói, ô xe này có tụi em mà chỉ để đi dạo mát chơi, còn những loại xe đi làm đồ nó màu này kiểu nọ rất là ngon, là tốt, là hay, là đẹp, đúng thật. Sao nói không mà mình dân ở miền Nam mình nó cũng quen cái lề lối, có nói nghe nó có âm hưởng triều mến, còn không có mà cố gắng nói sao nó ngửa gạo sao khó chịu. Xin thưa cái tiếp quý vị, và hàng lộ các câu hỏi cho cái chính đảng cộng sản Việt Nam tự nêu lên như sau. Một, năm 1954 sau khi cộng sản Việt Nam thắng Pháp, tại sao hơn 1 triệu người Bắc phải bỏ lại nhà cửa ruộng vườn đi di cư vào miền Nam? Đấy, cái câu này rất là hay, tuyệt vời. Mình đánh thắng giặc Pháp, thắng giặc xâm lăng mà lại đồng bào bỏ nước nơi mà mình đã giải phóng rồi, đồng bào bỏ đi vào miền Nam. Hãy trả lời câu đó đi nha. Sau năm 1975, tại sao dân miền Nam không ồ ạt đi di cư ra sông, ra Bắc mà sống để được hưởng những cái thành quả của cộng sản Việt Nam rêu rao? Chỉ thấy người miền Bắc tìm cách vào Sài Gòn hôi của mà nơi mà họ đã là giành chiến thắng. Trời ơi, mình hơi cái mà họ gọi là giải phóng mà họ bước vô trong đó, họ đi ngược trở vào lại Sài Gòn. Mình cảm thấy là lạ cái chỗ này. Nếu mà mình kể cho một đứa trẻ mới lớn lên chưa bao giờ nhìn thấy chiến tranh đó, nó nghe nó nói rằng sao kỳ quá vậy, nó ngồi miền Bắc người ta giải phóng vào miền Nam, miền Bắc nó mạnh hơn, miền Nam nghèo hơn, mà tại sao dân miền Bắc nó nhào vô giờ miền Nam nó lấy của lấy đồ về, ở miền Nam có của gì đâu để cho họ lấy. Thì lúc đó cũng kẹt cho người lớn là vô cùng. Chỉ thấy người miền Bắc tìm cách vào Sài Gòn là hôi của, và hàng triệu người miền Nam vượt biển tìm tự do trong cái chết cận kề ngồi biển cả mênh mông như thế. Tại sao nhân viên trong các phái đoàn cộng sản đi công tác thường hay trốn lại ở các nước tư bản dưới cái hình thức là tị nạn chính trị? Thật sự người ta nói đi xe hơi có thể đi quá gian được, đi xe đạp cũng có thể đi quá gian được, nhưng mà đi máy bay cũng đi quá gian được, mà quá gian đâu phải bình thường đâu, quá gian đi vượt biên luôn đó. Vừa rồi ở tại Nam Hàn có nguyên các cái bọn đầu sỏ của tập đoàn cộng sản, nhưng mà người làm trưởng ban tức là bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn một đám qua bên đó, tự nhiên có 9 người hay là trên 10 người gì đó là trốn đi vượt biên luôn, mượn máy bay để đi qua giang đi vượt biên cũng hay. Đó là gì? Cái nhục cho quốc thể, thật sự vô cùng nhục nhã. Quốc dân Việt Nam phải nói là một cái đồ, tôi nói là quốc dân Việt Nam một cái đồ ghê gớm, phải nói là đáng thương tiếc. Tại sau khi Nga xâm lăng hơn 1,5 triệu người đã tháo chạy khỏi Ukraine,
tìm đường tị nạn ở các quốc gia láng giềng như Ba Lan, Romania, Slovakia và các nước tư bản, chứ không chạy về Nga. Thiên đường xã hội chủ nghĩa. Tại sao? Tất cả những cái thành phần nêu trên họ trông chạy cái gì? Xã hội chủ nghĩa là thiên đường, sao phải liều chết trông chạy nó? Tại sao đàn ông của các nước tư bản như Âu Châu có thể đến Việt Nam để chọn vợ như người ta đi mua món hàng vậy? Mình nghĩ cái thấy hơi lạ nha. À, tại sao Liên Xô và các nước cộng sản Đông Âu đã bị sụp đổ mà không cần can qua chinh chiến? Tại sao lại có sự cách biệt một trời một vực giữa miền Nam và miền Bắc, giữa Đông Đức và Tây Đức, giữa Nam Hàn và Bắc Hàn? Tại sao cộng sản Việt Nam là đỉnh cao trí tuệ lại phải quay trở lại với cái kinh tế thị trường, phải đưa người đi làm lao nô cho các nước tư bản? Thật sự là một cái nhục. Tại sao những cái tên đầu xó cộng sản Việt Nam không gửi con qua Tàu qua Nga, lại gửi con đi học tại các nước như tư bản thù nghịch như Mỹ, Pháp, Anh? Qua rồi, câu hỏi quan trọng nhất cho Việt Nam là tại sao dù nguy hiểm tù tội, thậm chí có thể bị sát hại, mà hàng triệu người trong nước lại quyết tâm trưng cầu dân ý bầu cho Đức Quốc công tổng thống đồng quân là đại diện cho họ? Phải không? Xin phép quý vị. Tại sao như thế? À, đó là cái câu hỏi rất là hay, tuyệt vời. Hỏi tức là trả lời đó, đúng không? Người Việt Nam trước đó từ năm 1954 đã chạy về phía Việt Nam Cộng Hòa, và sau năm 1975 đã trốn chạy ra nước ngoài là cách bỏ phiếu bằng chân rồi đó. Nay hàng triệu người rủ nhau bỏ phiếu qua cái hệ thống trưng cầu dân ý để muốn từ bỏ một cái xã hội thối nát, vô thần, phi nhân tính. Mọi lý luận phản biện truyền thông của cái cộng sản Việt Nam đều đã trở thành là những cái vô nghĩa. Sự thật đã quá hiển nhiên, nhưng đảng cộng sản Việt Nam không dám công khai nhìn nhận, chúng không dám nói ra sự thật là đã mê muội bị trung kê tàu cộng, dùng người Việt giết người Việt, gây ra cái cuộc chiến nội gia sau thì xâm lăng miền Nam, làm tổn thương hàng triệu sinh linh tính mạng. Chính cái bọn đầu sỏ cộng sản Việt Nam cũng tự biết chúng không còn cái tư cách gì để nắm chính quyền, ngay cả cái việc hiện diện trong cái sinh hoạt quốc gia một cách bình thường, nên phải khum núm cúi đầu đi ngõ hầu, đi ra ngoài, đi ra nước ngoài và tiếp tục làm tay sai cho tàu cộng. Vì bọn cộng sản Việt Nam không thể nhìn nhận một cái sai lầm kinh khủng như vậy, đòi hỏi chúng phải có một lòng yêu nước, một cái tinh thần trách nhiệm và một sự lương thiện là chuyện không thể có được trong cái giới cầm đầu cộng sản. Hơn nữa, họ đã được đào tạo để chỉ biết làm nô lệ tay sai cộng sản. Từ bỏ chủ nghĩa này, họ chỉ là những cái con số zero, con số không. Thêm vào đó, cái bản tính tàn ác tham lam của con người cộng sản khiến cho chúng chẳng bao giờ chịu từ bỏ quyền lực sau khi đã nắm quyền. Thế là sau cuộc cách mạng long trời lỡ đất, xin lỗi, hơn 30 năm khói lửa, máu chảy thành sông, xương cao thành núi, cộng sản Hà Nội lại phải đi theo những gì trước đây họ từng hô hào phá bỏ tiêu diệt, cái gọi là ba dòng thép cách mạng chiến tranh vô sản. À, cái câu này tôi rất là thích, cái câu là vô sản. Một ngày gần đây, chúng tôi hỏi tất cả các tên đầu sỏ cộng sản Việt Nam, lương các ông bao nhiêu mà các ông có một cái gia tài đồ sộ như thế này? Có phải gia tài này là xương máu của quốc dân Việt Nam mà các ông hút
để mà tạo nên nó hay không. Bởi vì cái ba dòng thép cách mạng là chim chinh vô sản mà tại sao các ông lại có tài sản như thế? Cho nên quốc dân Việt Nam nên đừng bao giờ quên rằng tập đoàn cộng sản là một lũ ma mạnh. Hãy đứng về một mối, chúng ta cùng nhau giải thể tập đoàn cộng sản. Kể cả tập đoàn cộng sản nó còn muốn chúng ta phải cần mạnh thêm nữa để giải thể giùm cho nó. Chính nó cũng đâu có muốn sống trong cái chế độ xã hội chủ nghĩa, nằm trong quần chúng đâu. Một cái xã hội lừa bịp. Chứ không phải chỉ riêng là quốc dân Việt Nam. Cho nên hãy nhớ cái câu là ba dòng thép cách mạng chiên chính vô sản. Nếu kẻ nào có tài sản là cái kẻ đó là hút máu nhân dân mà nè. Quốc dân Việt Nam phải lưu ý tài sản của bọn chúng đó. Để rồi quốc dân Việt Nam sẽ có 10% trong số tài sản hàng tỷ Mỹ kia, tiền đồng. Có thể có kẻ lên hàng tỷ Mỹ kia nữa. Hy sinh hơn 4 triệu mẹ người. Nhưng sau khi đi lầm vòng quanh co gần nửa thế kỷ, cộng sản Hà Nội lại phải lập khuôn theo cái mô hình tư bản để tồn tại. Hiện tượng mưa ra rồi nuốt lại này là một cái tay tay vào mặt cái những cái tên tuyên giáo trung ương của Bộ Cộng sản Việt Nam. Quý vị nên nhớ những cái gì tập đoàn cộng sản ngày hôm nay nó nói, chúng ta lưu ý đó. Và nhất định sẽ không cho bất cứ tên nào đào thoát. Chính một cán bộ của chúng cũng đã tự thú nhận sở dĩ Đảng Cộng sản Việt Nam còn cố gắng cao ngọn cờ xã hội chủ nghĩa đã bị thiêu rụi ở tất cả các nước sản sinh ra nó, vì chúng còn nhờ vào cái thủ đoạn côn đồ vô sản chi chính là công an với cầm số 8, nhà tù và họng súng để tồn tại. Nhưng trên thực tế, người dân chẳng còn một tí gì lòng tin vào bất cứ cái trò ma giáo nào mà chính phủ lơn bé, chính phủ gần xa, chính phủ đưa ra gì. Họ nhìn vào cái ngôi nhà to lớn, to tét của cái mấy tên chủ tịch xã, chú công an khu vực, từ bà Thẩm Phán, ông Chánh An, bác Hải Quang, chị quản lý thị trường, đến các cái vị là đại biểu của dân ở các cơ quan là pháp, hành pháp, tư pháp, từ lũ trung ương cho đến tới bộ địa phương, tất cả đều vừa đá bóng vừa thấu còi để kết luận rằng tất cả đều là lừa bịp mà thôi. Bộ cộng sản là một lũ lừa bịp mà thôi. Tôi mạnh dạn nói như thế bởi vì họ là như thế. Tôi dám nói như thế bởi vì họ đã không có chính quyền. Nếu họ có chính quyền vì dân, cho dân, nhất định không có Francis này ngồi đây. Do đó cộng sản Việt Nam sẽ được lịch sử đánh giá như là một quá trình mê muội tội lỗi. Con cháu chích chắc của chúng ta sẽ nhắc lại nó như là một thời kỳ đen tối và bại hoại nhất trong lịch sử và vết nhơ muôn đời của Việt Nam và nhân loại. Tuy nhiên, một số đài phát thanh được tài trợ do cái tiền thuê của người dân, như các cái chương trình tiếng nói của người Việt của những đài BBC, đài VOA, đài RFA và RFA, đài Á Châu Tự Do, vì chỉ thuê mướn cái những tên kho bán tham ô lợi và cái bọn con cháu cộng sản Việt Nam, nên vẫn tiếp tay cho tội ác định hướng để dư luận một cách xạo trá. Như việc chung cái đưa tin của chính phủ quốc gia Việt Nam năm thời trộn với cái hoạt động của những kẻ làm chính trị lừa đảo, hay tìm cách đánh lừa dư luận bằng cách đem danh tính của những thành viên chân chính của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, những hào kiệt của Việt Nam như Trung tướng Nghĩa Nghĩa, Đại tá James Nghĩa, hay tên tuổi của những bà Trưng, bà Triệu của cái thời đại như
kỳ nữ Xuân Trần Anh Thư, Lương Thị Thu Hiền, kỳ nữ Dương Thị Bé, vân vân, pha trộn với những cái thành phần đấu tranh bạo động đã được cộng sản Việt Nam mua chuộc với cái mục đích làm ô uế thanh danh rực rỡ, đầy quang minh chính đại của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Đây là một cái bọn lưu manh súng động yêu hèn. Nếu các ngươi ngày hôm nay đụng chạm qua đen đến tới những vị thành viên trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, thì ngày mai đây, khi giờ oai linh đã đến, khi giờ xâm xét trút lên đầu của quân xâm lăng cộng sản Bắc Việt, thì những cái định mệnh ấy chờ đợi kia nào đâu do các ngươi lựa chọn đâu à. Nên nhớ, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa do quốc dân bầu lên, chứ không phải là tự đứng lên giống như tập đoàn cộng sản nô lệ của tàu cộng đâu. Nhân viên của chính phủ làm việc vì quốc gia dân tộc, mà tập đoàn cộng sản ma mạnh lợi dụng bè phái mà đa động lên tất cả những thành viên của nhà chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đang làm việc ở trong nước Việt Nam, thì ngày mai đây quý vị có chạy đường trời, chúng tôi cũng phải bay lên níu xuống. Quý vị có chui xuống lòng đất, chúng tôi cũng đào tóc lên băng băng bắt đứng trước quốc dân mà trị tội thôi. Ngược lại, những cái cơ quan truyền thông quốc tế Express Fire đã không ngần ngại đăng tải những cái bài có quan điểm mạnh mẽ ủng hộ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, như tinh thần Đào Minh Quân, Spirit of the Đào Minh Quân, hay là cái tạp chí New York Daily đã phổ biến cái bài Hoàng đế của Việt Nam, The King of the Vietnamese của tướng Trần Bình Trọng, tại đường link có đính kèm. Đây cũng là lần đầu tiên những cơ quan truyền thông quốc tế cho phổ biến những cái bài ca tụng vị lãnh đạo của một quốc gia với cái lời lẽ tôn vinh cao đẹp như thế. Có lẽ kể cả Vương quốc Anh, Vương quốc Mỹ và Nhật Hoàng cũng chưa hề nhận được những cái bài viết chân thật, son sắc như vậy từ thần dân của họ. Ánh sáng hòa bình yêu thương và sự thật từ Đức Quốc Công đang tỏ sáng khắp, không những tại Việt Nam mà đang trải rộng khắp hoàn cầu. Ngày mà Tổng thống Đạo Minh Quân chấp thuận sự thỉnh cầu của đồng bào của quân nhân Việt Nam để đăng quang làm hoàng đế, thì bom tôi tội của cộng sản và màn đêm của những cái thế lực gian tà phải bị xua tan, bị đẩy lùi cho bình minh rực rỡ của tin yêu và hy vọng được lan tỏa. Cuộc đối đầu sinh tử giữa chánh và tà, giữa sự thật và dối trá, giữa Phật và ma, giữa chúa và quỷ của cái thời đại hạ nhân phải bị chấm dứt để chuyển qua cái thời thương nhân thanh đức, với một cái chính phủ toàn cầu Government of the World ra đời, trong cái nhiệm vụ đem lại cái thái bình, an vui, hạnh phúc cho nhân loại trong hồn vụ. Khi mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố là có quân đội không gian, thì ngày Đức Quốc Công của chúng ta sẽ có một chính phủ toàn thế giới. Thế mới đúng được cái câu rằng chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra thái bình. Một ở đây là không phải chỉ còn có một người, mà chỉ còn một chính phủ duy nhất trên hồn vũ, và sẽ có quân đội không gian làm việc. Cho nên những ngày tháng kế tiếp đây là những ngày tháng rất cần thiết cho quốc dân Việt Nam hãy chuẩn bị mọi cái tư thế. Điều mà chúng tôi tha thiết gửi đến cho quốc dân Việt Nam, nên nhẹ tay được thì nhẹ đối với tập đoàn cộng sản. Hãy tha được thứ gì thì tha đối với tập đoàn cộng sản. Đừng mang hận thù sẽ không có khả năng mà chúng ta hoạch định những cái gì tươi sáng tươi đẹp cho quốc dân Việt Nam ở tương lai.
Vì thế, quốc dân Việt Nam chúng ta hãy chuẩn bị cái tư thế, những thời gian kế tới đây là những cái thời gian hành động. Chúng ta sẽ hành động những gì chúng ta đã từng hứa cho quốc dân Việt Nam. Vì thế quốc dân Việt Nam chúng ta hãy an vui tự tại, niềm tin và hạnh phúc sẽ gửi xe cho quốc dân Việt Nam. Mời tất cả quý vị cùng chúng ta nghe bài nhạc trước khi chúng ta chia tay. Mời quý vị. Một thời thế dân chiến đấu, không ngại cùng vì nước hy sinh cho cuộc đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân, dân đang chờ ngày vui to. Xóa tan bao nỗi khổ. Bài báo chứng minh di trần. Bye bye quý vị, chúc quý vị một ngày thật là bình an bên người thân yêu.